Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của bóng đá STV trong buổi chiều ngày hôm nay ngày 30 tháng 8. Kính thưa quý vị và các bạn, chỉ trước có một ngày thôi trong lễ trao giải danh sách những giải thưởng cá nhân cũng như là giải thưởng tập thể của V-League 2023 thì những cá nhân cũng như tập thể cũng đã được hé lộ. Những cái tên được nhắc đến cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất và huấn luyện viên xuất sắc nhất đã gây ra khá nhiều những sự tranh cãi. Và bên cạnh đó có khá nhiều những chi tiết vô cùng thú vị. Trước hết phải nói rằng đây là một mùa giải đặc biệt khi mà đội bóng giành chức vô địch không có bất cứ một đại diện nào lọt vào danh sách đề cử các giải thưởng cá nhân của mùa giải cả. Top 3 cầu thủ xuất sắc nhất, rồi cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và huấn luyện viên xuất sắc nhất đều không phải thành viên của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tuy sự vắng mặt của nhà vô địch ở hạng mục huấn luyện viên xuất sắc nhất không phải điều gây tranh cãi. Đội bóng này thay tướng tới tận 2 lần. Họ dùng huấn luyện viên Fabio Cruz thay cho ông Paulo, rồi sau đó đưa giám đốc kỹ thuật ông Trần Tiến Đại vào vị trí ngay trước vòng đấu cuối cùng. Mặc dù ông này bị cấm chỉ đạo do thẻ phạt, thế nhưng ở trong hình ảnh vừa qua chúng ta cũng đã thấy chính ông Trần Tiến Đại vẫn vào sân để có thể là chỉ đạo những học trò. Sau đó ông lại lên khán đài rồi tiếp tục lại chỉ đạo các học trò ở phía dưới. Điều đó cho thấy được rằng là cái án phạt về cấm chỉ đạo do thẻ phạt đối với ông Đại dường như là không có tác dụng. Và tranh cãi lớn nhất ở cái danh sách đề cử huấn luyện viên xuất sắc nhất của mùa giải đó là việc huấn luyện viên Popov của Thanh Hóa lại không được nhắc tên. Bởi nhà cầm quân người Bulgari đã giúp cho đội bóng xứ Thanh giành được cúp quốc gia và cạnh tranh ngôi vô địch cho đến hết mùa giải và chỉ hết hy vọng ganh đua ở trong hai vòng đấu cuối cùng mà thôi. Và chúng ta đều biết rằng nếu so về mặt thực lực, năng lực của cả hai đội bóng thì rõ ràng là đội bóng xứ Thanh không được đánh giá cao so với các đội bóng như Hà Nội FC, Viettel hay là Công an Hà Nội. Và thậm chí để so với các đội bóng như Hải Phòng hay là Bình Định thì rõ ràng là Thanh Hóa cũng khó lòng có thể bị được. Và cái dấu ấn vừa qua của huấn luyện Popov trong việc tạo nên một đội bóng có một lối chơi cực kỳ hấp dẫn, công hiến bậc nhất giải đấu là chúng ta đều thấy một cách rất rõ ràng. Tôi tin rằng là các cầu thủ bóng đá Việt Nam không chỉ là của Thanh Hóa mà rất nhiều các đội bóng khác cũng đã ghi nhận được cái sự phát triển, tiến bộ, thay đổi thần tốc của Thanh Hóa dưới bàn tay của huấn luyện viên người Bulgari. Tuy nhiên hiện nay thì trong cái danh sách huấn luyện viên xuất sắc nhất thì lại không có tên của ông ấy. Trong khi đó thì huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm và câu lạc bộ Hải Phòng chỉ đứng thứ 6 thôi. Sau khi các ngoại binh xuất sắc ở mùa trước rời đi thì đội bóng đất cảng đã sa sút một cách rõ rệt với tích Á quân V-League 2022. Và câu lạc bộ Hải Phòng đạt thành tích 6 chiến thắng, 8 trận hòa và 6 thất bại. Họ ghi bàn thậm chí còn ít hơn so với số lần bị thủng lưới. Vị trí thứ 6 là thành tích tạm ổn so với thực lực của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm và các học trò. Và đó đương nhiên cũng chưa phải là thành công dành cho huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng như câu lạc bộ Hải Phòng. Tuy nhiên ông Chu Đình Nghiêm vẫn có tên trong danh sách đề cử huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng mà không phải người đồng nghiệp của mình của câu lạc bộ Thanh Hóa. Đó là ông Popov, một điều thực sự là vô cùng đặc biệt. Và mới đây thì ông Popov có chia sẻ về việc trượt đề cử huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa giải như thế này. Không có vấn đề gì cả. Giải thưởng cá nhân không quan trọng bằng thành tích tập thể. Đó là những gì mà ông có nói. Quả thực thì với các huấn luyện viên ngoại thì việc có lọt một cái danh sách đề cử hay không thì tôi nghĩ rằng họ cũng không quan tâm quá lớn đâu. Cái điều quan trọng nhất đó chính là được sự ghi nhận của ban lãnh đạo cũng như là cái chính người hâm mộ của đội bóng này. Thì đó mới là điều quan trọng nhất. Còn là giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất thì vừa qua cũng có khá nhiều những cái tranh cãi liên quan đến Nguyễn Văn Quyết. Với thành tích và màn thể hiện cá nhân thì rõ ràng đây là cầu thủ cũng đã được đánh giá khá cao khi mà có tới tận 9 bàn thắng tại V-League 2023. Thế nhưng một cái vấn đề mà khiến cho Văn Quyết có lẽ rằng không thể có tên ở trong cái danh sách đề cử cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023 đó là cầu thủ này bị cấm thi đấu tới tận 8 trận. Mặc dù đây là cái điều mà khiến cho cái thành tích cá nhân của Văn Quyết về số lượng bàn thắng bị giảm đi nhiều, thế nhưng đó là cái điều tôi nghĩ rằng xứng đáng dành cho cá nhân của Văn Quyết thôi, không có gì đáng tranh cãi cả. Bởi nếu chọn một cầu thủ vừa qua bị cấm thi đấu tới tận 8 trận để lọt vào cái danh sách cầu thủ xuất sắc nhất thì thực tế là tôi nghĩ rằng là khó ai có thể chấp nhận được. Vừa qua thì Văn Quyết cũng đã được chọn vào danh sách của đội tuyển Việt Nam tập trung cho đợt FIFA Day trong tháng 9 tới. Thế nhưng hiện nay thì rõ ràng với những gì đã diễn ra, với những hành động của Văn Quyết, đặc biệt là 8 trận đấu treo giò cùng với một hành động xấu xí trong một trận đấu với Viettel, một cú đá thẳng vào ngực của cầu thủ bên phía Viettel, thì tôi nghĩ rằng không biết có phải là Philippe Trouche đang tạo ra một tiếng cười hay không. Đương nhiên với mỗi một huấn luyện viên họ có những cách nhìn người khác nhau. Huấn luyện Park Hang-seo có những cách nhìn khác nhau, khác so với ông Philippe Trouche. Thế nhưng để nói về cái lối chơi mà ông Philippe Trouche đang mong muốn xây dựng, đó là cái lối chơi liên quan đến việc
là bàn bật ngắn, nhanh, ít chạm thì chúng ta đều thấy rằng là với Văn Quyết, nếu là những người mà hay theo dõi Văn Quyết thì chúng ta cũng đều thấy rằng Văn Quyết là một cầu thủ cũng rất hay giữ bóng. Đó là cái điều mà chúng ta thấy. Cầu thủ này có những tình huống giữ bóng khá lâu và nó khác rất nhiều so với cái lối chơi trên đội tuyển Việt Nam. Và thực tế trong màu áo của Hà Nội FC, việc xoay canh quá nhân của Văn Quyết thì đương nhiên là bóng đến chân cầu thủ này là nhiều cũng là điều bình thường. Và cầu thủ này giữ bóng nhiều và thực hiện những điểm dê dắt thì cũng là điều hết sức bình thường thôi. Thế nhưng với cái lối chơi bóng Philippe Chourouche đang xây dựng mà lại nói rằng là Văn Quyết phù hợp thì tôi cũng không chắc rằng là có đúng hay không. Ở hiện nay thì tôi nghĩ rằng là cũng chưa nên đưa ra những lời phê phán trách móc dành cho ông Philippe Chourouche, bởi thực tế là chúng ta vẫn chưa đi vào những trận đấu chính thức, bởi vừa qua thì cũng chỉ là những trận đấu giao hữu thôi. Chúng ta mới trải qua kỳ SEA Games 32 với lưới những cầu thủ trẻ và hãy cùng chờ đợi. Tôi nghĩ rằng chúng ta hãy kiên nhẫn đối với ông Philippe Chourouche ở giải đấu sắp tới, và đặc biệt đó là vòng loại thứ 2 World Cup 2026, xem rằng là đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ thể hiện như thế nào. Thì tôi nghĩ rằng sau đó chúng ta có những cái đánh giá đối với huấn luyện viên Philippe Chourouche thì cũng không phải là quá muộn. Và đặc biệt là chúng ta cũng sẽ có những trận đấu ở vòng loại U23 châu Á 2024 ở ngày tháng 9 tới đây thôi. Hiện nay thì không còn cái chuyện là thử nghiệm nữa rồi. Đối với huấn luyện viên Hoàng Tuấn vừa qua thì ông ấy đã quá thành công và chẳng có cái lý do gì mà ông Philippe Chourouche lại đổ lỗi cho việc là không có nhiều thời gian để mà làm việc cùng các cầu thủ trẻ. Rõ ràng là ông ấy có quá nhiều thời gian rồi, đúng không ạ? Và đó những thông tin liên quan đến những phần thưởng cá nhân hay là tập thể của V-League 2023. Thông tin tiếp theo đó là thông tin liên quan đến Hubert Parser. Trong ngày hôm nay, trong sự kiện khai trương học viện bóng đá mang tên của ông, thì Hubert Parser đã có một chia sẻ thực sự vô cùng tuyệt vời, rất dài như thế này. Trong 4 tháng sau khi tôi rời vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam, có rất nhiều lời mời từ các câu lạc bộ trong khu vực Đông Nam Á. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi muốn làm thế nào để báo đáp tình cảm của người hâm mộ Việt Nam, cho nên tôi quyết định là sẽ ở lại và tiếp tục đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Thời điểm này nhắc lại thì có vẻ là hơi kiêu ngạo, thế nhưng tôi nghĩ rằng năng lực của mình cũng đã được kiểm chứng tại Đông Nam Á rồi. Thành công của tôi cũng không phải là một mình tôi làm được. Tôi cần một đội ngũ đồng hành tham mưu, phải đầy đủ điều kiện thì tôi mới cân nhắc làm huấn luyện viên của đội đó hay là không. Hiện giờ tôi vẫn đang tập trung vào học viện bóng đá ở Việt Nam. Và nhà cầm quân người Hàn Quốc hiện nay như được biết thì thầy đang mở trung tâm bóng đá cộng đồng tại Việt Nam với tên gọi đó là học viện bóng đá quốc tế Park Hang Seo. Và mong muốn của thầy Park đó là việc phối hợp với các cơ sở giáo dục, trường học xây dựng nền tảng để biến bóng đá Việt Nam của chúng ta trở thành trong một giai đoạn quan trọng trong cái việc giáo dục phổ thông, giáo dục cho những cầu thủ trẻ bên cạnh việc là giáo dục về mặt chuyên môn. Nói về câu chuyện này thì kính thưa quý vị và các bạn, thầy Park có chia sẻ như sau. Khi làm việc ở đội tuyển Việt Nam, sứ mệnh và trách nhiệm của tôi là góp sức phát triển bóng đá Việt Nam. Tôi luôn nỗ lực tìm cách đáp lại tình cảm của người hâm mộ dành cho mình. Đây là thời điểm tôi nghĩ rằng là thích hợp. Các cường quốc bóng đá phát triển bóng đá học đường, bóng đá chuyên nghiệp và học đường đồng hành cùng với nhau, cạnh tranh phát triển công bằng. Hy vọng rằng học viện này sẽ mở ra chân trời mới và góp phần tạo nên gốc rễ vững chắc cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam ở trong tương lai. Đó là những gì mà thầy Park có chốt lại về cái chia sẻ của mình. Và thực sự những chia sẻ của thầy tôi nghĩ rằng đó là chia sẻ tuyệt vời. Chúng ta cũng đều biết rằng hiện nay bóng đá của những Nhật Bản và bóng đá của những Hàn Quốc họ phát triển từ những cấp độ ở những trường trung học phổ thông đã rất là chuyên nghiệp rồi. Còn nói đại học thì đương nhiên chuyên nghiệp hơn nhiều. Vì vậy với bóng đá Việt Nam, với những gì mà thầy Park mong muốn đó là bóng đá Việt Nam sẽ phải phát triển từ những công tác đào tạo trẻ ở những cấp độ trường trung học cơ sở hay là trung học phổ thông. Và thầy cũng hy vọng rằng học viện của thầy sẽ là một trong những học viện có thể làm được điều đó về mặt tiên phong trong công tác này. Thì tôi mong rằng là thầy Park sẽ thành công. Rất cảm ơn thầy Park, cảm ơn thầy rất nhiều và xin chúc cho thầy Park sẽ thành công. Bởi thầy thành công thì đương nhiên đó sẽ là một trong những điều thực sự tuyệt vời dành cho bóng đá Việt Nam của chúng ta, đúng không ạ? Còn tới đây thì bản tin của bóng đá HTV cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.